Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu phân cái hợp bệnh này nha. Cái set menu dành cho trăm này có gì nha. Ok, giờ mở ra nào. Bao gồm 2, 4, 6 bịch. Vậy cái này là sữa hay gì ta? 6 bịch cái này nha. Menu, cacao, pudding, chân châu trắng, chân châu đen. Giờ mình sẽ bắt đầu nấu chân châu cái này nha. Đây. Giờ cái nồi lên. Cho nước vào nha các bạn nha. Đó, cho nước vào. Nên rồi mình nấu nha. Nước vào vừa đủ các bạn nha. Không còn nhiều đâu. Đây, mình nấu nào. Ăn bao nhiêu thì nấu bao nhiêu cái nhà nha, thì có nấu nhiều quá. Dư ngủ. Mình nấu là bật sôi đó nha. Rồi, bắt đầu nấu nha. Đó, cho nó sôi lên. Nấu khoảng cỡ tầm nửa tiếng rồi nha. Hãy xem mà khi mà nước bắt đầu sôi các bạn nhớ đảo liên tục cho các bạn nha. Nước không bị dính nồi các bạn. Đó. Ok, và sau hơn khoảng cỡ 15-20 phút trôi qua thì mấy cái hạt châu nó bắt đầu mềm các bạn. Thấy hạt châu nó bé nhỏ hơn châu ở ngoài các bạn nha. Sẽ chín lẻ hơn xíu các bạn, thấy không? Nhỏ hơn. Mà có thể lấy mình cắn ăn thử mà thấy mềm là ok rồi nha. Đó. Này bắt đầu mềm các bạn, bây giờ mình chuẩn bị mình vớt các bạn nha. Ok, giờ mình vớt cho vớt các bạn nha. Mình sẽ cho một cái chén. Mình sẽ cho nước lạnh vào bạn nha. Đó, để mình sốc nhiệt cái chân châu cho nó ngon các bạn. Nó vừa dai mà vừa sực sực nữa. Nó không bị dính lưng nhau các bạn nha. Đó. Tại vì trong nó còn nóng các bạn. Nó sẽ dính lưng nhau các bạn nha. Nếu mình bỏ tủ lạnh liền á, nó sẽ không dính các bạn. Đó nè. Đây, mình đã vớt rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nước các bạn nha. Ok, đây là mình sẽ xả mấy lần với nước lạnh các bạn cho bớt cái độ nhớt các bạn nha. Thì sẽ để lâu hơn mà không bị chua các bạn. Thì giờ mình sẽ cho nó xíu đường các bạn nha. Để mình vừa bảo quản cho mình cho sẽ có vị ngọt các bạn. À, mình trộn đều cho đường tan ra. Cho sẽ vừa có vị ngọt mà vừa sẽ không bị dai và bảo quản lâu hơn nữa các bạn nha. Đó. Trộn cái đường tan ra là chúng ta sẽ xong phần chân châu ở nhà nha. Bây giờ mình chỉ có làm một phần pudding nha. 500 ml nước đó. Bây giờ mình sẽ đổ vào các bạn nha. 500 ml nước vào mình nấu sôi lên. Nấu sôi lên. 5 muỗng đường, đó, một muỗng là tương đương khoảng 15 tới 15 gram các bạn. Đó. Một muỗng nha. Có thể thử lại có ngọt không nha. Cái ngọt vừa đủ bạn, hơi ngọt xíu cũng được nha, bác bỏ bột gì nữa. Cho bột vậy nha, các bạn nhớ nha, vừa cho bột vào khuấy liền các bạn nha. Đó. Cho từ từ các bạn nha. Bút đêm trứng nha mà. Bút đêm trứng mà nó để nguội á. Xong mà nó trộn, nó đánh nhuyễn trộn với một cái chút coi như là gelatin hay sao á. Đó. Đó, để nó bột để nó cứng lại. Bút đi là từ cái gelatin là chính các bạn nha. Các bạn nhớ quậy đều các bạn nha. Cho nó tan hết luôn. Không còn nữa lận cận nữa. Bây giờ mình sẽ lấy cái này ra các bạn nha. Cái khuôn này. Đó. Dễ thương đó nha. Thì mình sẽ cho cái này lên. Cho vào đây nè. Rất là nhanh đúng không các bạn. 500 là vừa đủ đây luôn. Đó, thấy không? 500 vừa được khớp. Đó, bạn cứ rót thôi. Cho vô. Đó, thấy không? Bắt đầu nó nguội các bạn, rất là nhanh các bạn. Nhớ rót lẹ nha, nguội nhanh lắm đấy. Tại gia tin này mình nóng đặc quá. Sẽ nguội rất nhanh. Các bạn dùng mấy cái khuôn nhỏ thôi sẽ dễ trang trí, nó đẹp hơn nữa các bạn, đừng dùng khuôn lớn quá khô rồi nha. Ok, bây giờ xong rồi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng cả 2 tiếng là được mà nha. Nó đặt là ok. Đây mình sẽ cho tặng vào trước các bạn nha, để mình pha loãng với cái phần Milo. Mình sẽ cho khoảng 100
140ml các bạn. Đây 140ml nha, lít sữa tươi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái bộ cao vô các bạn nha, mình cho nửa gói các bạn đó. Cho nửa gói các bạn nha, nó cao bị luôn vậy các bạn đó. Các bạn hãy chờ từ từ để các bạn gia giảm coi nó đắng không, cái độ đắng như thế nào, các bạn muốn đắng nhiều ít các bạn nha. Đó. Rồi, giờ mình sẽ cho cái xe đặt lên các bạn, cho độ ngọt bao nhiêu ít nhiều ít tùy các bạn nha. Đó. Cái đầu trước đây nha, phải nấu cho tí xíu bột Milo các bạn nha. Đó, nó vừa thơm Milo mà có mùi màu có cacao nữa các bạn. Đó. Mình sẽ mix hai loại luôn các bạn nha, nó khác công thức tí xíu các bạn. Đó. Ok cả nhà, khi nào mình thấy cái sốt nó mịn lại, lỏng lại là ok các bạn nha. Đó, bạn hãy xem nè, nó lỏng lại là ok các bạn nha. Ok, mình sẽ cho vào cái ly đĩa mình nha. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ pha chế cái nhà nha. Đây cái ly sẵn, chuẩn bị sẵn các bạn. Đây, đầu tiên mình sẽ cho đá vào trước các bạn nha. Đây, cho đá vào trước. Béo hơn các bạn nha, từ từ vào. Đây, sốt. Đặt sốt vào nha. Cực kỳ đậm đặc luôn các bạn. Đặc chưa. Đánh đều các bạn. Rồi, mình sẽ mix với cái bút tiên các bạn nha. Bút tiên nữa các bạn. Đó, bạn cho vô thôi. Đó, như là câu các bạn nè. Đó, bóp cho vô nè. Đó, xíu sốt nữa. Giờ mình sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem nha.